chào mọi người. Đó là video tiếp theo của mình. Ai mọi người biết con gì đây? Đây là con chim cu. Hôm qua mình đi giăng cho mình mới bắt được nè. Hôm nay mình sẽ làm món nướng chim cu cho mọi người coi nha. Gia vị mình đã có ớt nè, hành tím mình đã sẵn và một cái chuối với thêm một cái cây để chốt nó lại. Giờ mình sẽ bỏ chim lên nha mọi người. Chim mình đã xếp xong rồi, giờ mình sẽ gặp lại nha mọi người. Mình lấy cái này mình đóng lại cho nó giữ lại cho nó khỏi rớt. Xong. Giờ mình sẽ bắt lên lửa than, nãy giờ mình chậm mình sẽ nướng nha. Mọi người chờ xem kết quả nha. Cái chú đi sợi gì nó chát, còn lá trà nó cái gì rồi sợi gì nó chát này mà trâu cho đời nào mà nó chát cả lại. Làm mình chú đi. Già quá. Rồi nó lật. Cái gì nó lật cái xác á chú, chứ mà để nó kiểu cái một củ như chưa là chưa đậu gì. Bởi vì nó chát cả đấy là nó mới chú. Giờ mình sẽ chụm thêm củi vô cho nó cháy nha mọi người. Củi dừa, củi này là toàn cây nhà mình không mà chứ không có đi mua. Chị có xài Google Maps không? Rồi chị tìm nữa. Giờ mình chụp củi này cho nè. Cái này mình nướng nấu nó hơi lâu chút nha mọi người. Tại có bị cuối dài á. Thơm luôn á.
món này cũng rất dễ nướng lắm, mọi người hãy thử nướng nha. Rồi, hôm qua là mình đi chăn trâu, cái buổi chiều về không nói hoạt động là mình chăn trâu, mình nốt chăn mấy giờ đúng không rồi, chiều mà mình thả ra rồi con trâu mình mua nhiêu vậy, bữa nào mình quay con trâu cho các bạn coi nó vui vui lâu lâu đó có khác nha, được không? Lúc khoảng 4 giờ chiều mình đi thả trâu đúng không, do thời tiết ở đây nó cũng khá là nắng, khoảng 4 giờ chiều mình đi thả trâu cho nó ăn, là 6 giờ chiều mình mang về, mình về thì rồi tự dĩ ra ngồi nói nhiều vậy thôi được không? Không thì công việc ở dưới thì ở quê rồi này nọ, nó đang nắng này, thời tiết nó cũng khá là nắng, nhưng mà nhà mình có nuôi một con trâu, rồi mình đi chăn trâu thì mình bắt được con cu một ngoài đồng được không? Ừ? Được không? Ok rồi, dễ mà. Rồi mọi người cũng biết rồi á, đây là cảnh nhà mình nè, trời nó rất là nắng nên mình thường hay đi chăn trâu vào lúc 4 giờ chiều, xong rồi 6 giờ mình dắt về. Nhưng vô tình hồi hôm qua mình dắt trâu về thì gặp được mấy em cu và mình đã bắt em nó về lên món nướng, mọi người thấy rồi đó. Mình ở quê mình nuôi trâu nó có kinh tế không? Ấy là đi chặn trâu khổ không? Không ra ông cột lá xong rồi ngồi uống nước hả? Tới giờ nhắc về. Về tắm cho bà nè. Khói tắm. Ra chuồng trâu rồi nè. Con trâu em mua bao nhiêu tiền? Quý vậy? Trong cái thời gian chờ đợi. Đó, dễ đi dần. Giờ mình sẽ giả làm món muối ớt chanh nha. Mình đã giã xong muối ớt rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ cho ra chén và vắt chanh vô nha. Này, màu rất là đẹp luôn.
xong cái muối ớt rồi, giờ mình chờ chim cu chín nữa mình ăn thôi. Chín chưa? Hay quốc thêm một chục trọt trọt thêm mấy cây vô nữa là chắc chín này. Yêu mít nữa. Tặng nói chuyện vui lắm á, bữa hết nó quay clip rồi không coi cừ. Yêu mít trên bốn. Xem nào anh bốn ra quất lên bốn ơi. Kiểm tra lên bốn. Mà kiểm tra thử ai ngon chưa anh bốn anh thử nha các bạn. Giờ mình sẽ kiểm tra coi thử nó chín chưa nha mọi người. Đây, làm vô. Con nhát. Chim con biết con gì không? Anh mà cắt cho nó hết á. Không, đem ra ngoài đi. Nào đem ra ngoài. Đem bưng ra ngoài đi. Giờ mình sẽ bưng ra ngoài nha mọi người. Chỗ con em biết. Sao? Cái này là do mình nướng đốt lửa nó nướng. Hơi cháy nè mọi người. Nếu như mọi người có thời gian thì mọi người dùng than thôi, nó sẽ ngon hơn. Wow. Đây là bé mít nhà mình. Bé này rất là ham ăn. Để đồ mình thử cái nhân bằng mấy bạn. Thử nó hảo hảo như thế nào nha. Mà hảo hảo là nó tiếng quắc nha mấy bạn. Một con chim đã bị trúng tay. Thử mít. Đây, món chim cu nướng nè. Đã thả hả? Nhai. Dạ không. Kè không? Kè ráng. Ráng kè, gọn người liền. Kè. Rồi, mít ăn con em mít. Cho con thì cầm nguyên con gặm luôn. Cay lắm rồi. Kè quá. Rồi, tặng cầm miếng ăn luôn. Tặng rồi. Rồi đây nè. Thấy đã mọi người. Đây, làm miếng này mấy bạn. Giờ mình sẽ thử một miếng cho mọi người coi thử ngon không nha. Nè, đừng có chấm muối ớt. Con gà mày. Ước gì ngày nào cũng được vậy. Quá không? Mai đi Trăng Châu không? Bắt chim cu về nước ăn. Ngon dữ trời. Biết vài bữa làm vài ăn ngon. Quá đã. Út bữa nào làm vậy nữa nha Út. Chim dài đúng không anh? Chim đúng bài này. Ngon mà. Chấm chút muối ớt nữa. Đúng rồi, chim đúng bạn nó dài. Cục đời quay phim cũng thấy. Cục đời đang quay phim nó về được ăn thôi. Khổ vậy chơi. Ta làm mê lúc nào cũng vậy. Ngon. Ngon. Chanh đủ. Tất nhiên rất thèm hơn nữa. Đúng rồi. Ăn rồi hết bổ phí. Ngon dữ trời. Út làm dài ngon nè, đúng bà. Mình cái ớt này, cái kém ớt này. Đó. Ngon. Hảo. Ngon. Cái miếng mình đang nát á. Sao mới mãi mà nó ngủ dướng.
anh quay phim làm miếng nha. Làm miếng thèm quá mà. Mời con làm em một miếng. Mời anh camera. Rồi làm thử nha các bạn. Làm thử miếng. Nó dài không? Dài. Ngon. Giờ lái cái đây nè Út. Thôi chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ chia sẻ và like video của mình nha. Ra ăn nữa nha. Nghe ăn cái khoái. Nó tầm ăn mà. Nó ăn mà nó xin như thế nào mà cơm á. Cháo này nè, 4 viên cháo. Tôi không biết. Nó ăn được. Nè nó đỡ rồi. Không ăn nữa, cái gì ăn nữa. Rồi đi làm món gỏi.